Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi Quốc hội ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015 QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Trong đó có các quy định xử lý hình sự nghiêm khắc đối với các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá lậu đã tác động mạnh đến đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuê thuốc lá lậu. Các cơ quan chức năng có căn cứ xử lý nghiêm, đảm bảo tính răn đe đối với các đối tượng buôn bán thuốc lá nhập lậu. Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 20/2018/QĐ-TTg quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2018. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai quyết định, trên cơ sở vướng mắc thực tế phát sinh do các đơn vị báo cáo, Bộ Tài chính đã có báo cáo tổng hợp ghi nhận các khó khăn vướng mắc khi thực hiện. Bộ Tài chính cho biết, khó khăn đầu tiên gặp phải đó là việc xác định tổ chức giám định. Do việc xử lý phân tích, kiểm nghiệm chất lượng một mẫu hàng mất rất nhiều thời gian, trong khi quá trình bắt giữ thường xuyên liên tục nhiều mẫu mã, chủng loại. Trong đó phải kể đến việc mời cơ quan có thẩm quyền đánh giá chất lượng tới địa bàn tỉnh rất khó khăn, chi phí thuê cơ quan chuyên môn có thẩm quyền rất cao. Khó khăn tiếp theo là trong việc xác định tiêu chí chất lượng. Thuốc lá nhập lậu là thuốc lá ngoại, ngoài nhãn hiệu Z, Hero còn rất nhiều chủng loại nhãn hiệu ngoại khác, trong khi tiêu chí xác định chất lượng thuốc lá hiện hành chỉ áp dụng với thuốc lá sản xuất trong nước hoặc thuốc nhập khẩu theo tiêu chuẩn nội địa của Việt Nam, không phù hợp để xác định chất lượng thuốc lá ngoại làm cơ sở xác định điều kiện có được phép đấu giá xuất khẩu ra nước ngoài hay không. Thực tế là cho tới nay, kể từ khi quyết định 20/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 thì cũng chưa xuất khẩu được trường hợp nào. Đặc biệt là cái thuốc lá bắt giữ tịch thu thì hiện nay là chưa có hướng xử lý, thực hiện theo cái quyết định 20/2018 của Thủ tướng Chính phủ á, vì lý do là không biết thuốc lá nào là đảm bảo chất lượng, thuốc lá nào không đảm bảo chất lượng thì phải có cơ quan giám định cái này mới biết được. Thì bây giờ hiện nay là chưa có cơ quan nào giám định cái này, cho nên là chúng tôi cũng không biết xử lý làm sao. Bây giờ phải thuốc lá để trong kho tạm nằm chờ để hướng dẫn của Trung ương. Để đẩy lùi thuốc lá lậu, cùng với các chế tài xử lý được ban hành, các địa phương cũng đã quyết liệt hơn với vấn nạn này. Trên các tuyến biên giới phía Bắc, đặc biệt với tỉnh Quảng Ninh, hoạt động buôn lậu có diễn biến phức tạp, vận chuyển trái phép hàng hóa trong đó có thuốc lá điếu vẫn tiếp tục xảy ra. Lực lượng bộ đội biên phòng đã tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn đã phải lập chốt kiểm tra lưu động tại các tuyến đường thường xuyên có hoạt động vận chuyển thuốc lá điếu, tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải đường bộ và đường sông nhằm ngăn chặn việc vận chuyển thuốc lá điếu. Đồng thời tích cực công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong địa bàn quản lý không tham gia buôn bán vận chuyển thuốc lá, thực hiện việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những đối tượng đầu nậu, những đường dây vận chuyển, điểm cất giữ, bán buôn nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc ngăn chặn tình trạng vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc trên địa bàn. Trong thời gian tới sẽ tập trung trước hết là vào công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tham gia tiếp tay buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đặc biệt là thuốc lá. Thứ hai là tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, triển khai các biện pháp tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với các biện pháp công tác nghiệp vụ, nắm tình hình, đấu tranh với các hoạt động trên. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá, Ban chỉ đạo 389 Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, xác định đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại nói chung, chống buôn lậu thuốc lá nói riêng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Bộ đội biên phòng Quảng Ninh chúng tôi đã làm được rất nhiều việc, trong đó đặc biệt là đối với lại cái đấu tranh với lại cái hoạt động buôn lậu thuốc lá và rượu. Thì năm 2019 chúng tôi cũng đã bắt giữ được gần tất cả các loại thuốc, tổng cộng khoảng trên 35.000 bao thuốc lá. Từ nay đến cuối năm 2019 thì chúng tôi đã chỉ đạo cho các đơn vị trên các tuyến biên giới tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện nghiêm cái công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 các cấp.
Cùng với đó, chính quyền địa phương trong toàn quốc cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán, không vận chuyển mặt hàng thuốc lá nhập lậu cho các đầu nậu, đồng thời tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt tình hình, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tại các điểm nóng về buôn lậu, vận chuyển kinh doanh thuốc lá nhập lậu, phối hợp với các lực lượng chức năng tạo thành sức mạnh tổng hợp để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.